Sữa bà con, vú sữa, vú sữa. À, ta nên ăn thế nào để mà vú sữa nó có dinh dưỡng tốt cho cơ thể và không ăn thế nào để nó khỏi có hại cho sức khỏe. Chứ không phải là vú sữa. Và vú sữa chúng ta ăn lùm lum được. À, vú sữa nó có tên khoa học là Ofarvit. Đấy, Ofarvit. Nếu mà chúng ta ăn sâu vào cái lớp vỏ của cái vú sữa, ăn sâu vào lớp vỏ của túi sữa thì nó táo bón. Nó bị táo bón, nó làm cho con người ta táo bón. Ăn sâu vào lớp vỏ thì bị người táo bón. Mà người không ăn vú sữa nhưng mà con không ăn vú sữa là người 60 tuổi trở lên. Chứ không phải ai cũng ăn được đâu. Ông 60 tuổi trở lên nha bà con. Và trẻ em 12 tuổi trở xuống. Mà vú sữa này chúng ta nó có bị tiểu đường nè, người đau dạ dày nè, đó. Nhưng mà một ngày á thì chỉ ăn một quả thôi hay là hai quả, là một trái thôi, hai trái, đó, nói vậy nha bà con. Có người gọi quả, có người gọi trái, nhưng mà một trái đến hai trái là nhiều nhất rồi. Nhưng mà chúng ta nên ăn trước bữa ăn 15 phút. Đó. Nhưng mà hạn chế để nó như vậy thì nó được chữa hạn chế gì ho, ngon chưa? Hạn chế gì ho, ho mấy nó chữa cũng hết hết á. Trong hạn chế đâu, nhưng mà bác sĩ chữa, bệnh viện chữa, nhà thương chữa nha bà con. Chỉ có bác sĩ chữa thôi, chứ còn vú sữa thì nó hạn chế thôi. Không nên ăn vào ban đêm, thì nó mới nhiều lắm chứ. Chuyên gia dinh dưỡng, các nhà dinh dưỡng người ta nghiên cứu và đồng thời người ta biết được là những cái triệu chứng khi mà vướng mắc như vậy á, là những người ăn vào ban đêm nè, đó. Cho nên nó không có nhiều đâu. Mà vú sữa nó có nhiều á là ở Tiền Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Cần Thơ, Cà Mau, miền Trung và miền Bắc. Miền Trung thì cái số lượng thống kê nó không chính xác, miền Bắc không chính xác, bởi vì trồng lát rác chứ không có trồng nhiều. Vú sữa mà bà con còn biết, chúng ta có vú sữa mà miền Nam đem cho miền Bắc á, đó, trồng đó gì đó ha bà con ha. Cho nên á là ở các cái nơi mà nhiều á, có nhiều là Tiền Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Cần Thơ, Cà Mau, lát đác là miền Trung, miền Bắc. Nói vậy nha bà con. Còn nguồn gốc của nó là ở Caribe. Nguồn gốc của vú sữa là cái ông bà cha mẹ đó, tổ tiên của nó là ở Caribe, Mexico. Còn ở Trung Mỹ nước ta là ở Lò Rèn nè, Vĩnh Kim nè, Tiền Giang. Vì cái vú sữa này là nó tự thụ phấn thôi. Giống như lưỡng cư tự thụ phấn thôi. Anh cao từ 6 mét cho đến 30 mét. Wow, cao chưa? Anh cao từ 6 mét đến 30 mét. Đó, nó vậy đó. Cho nên nó là vú sữa vỏ tím là nó ngọt mà nó tốt hơn vú sữa vỏ màu xanh. Đó, bà con thấy vú sữa vỏ màu xanh thì nó không tốt bằng vú sữa vỏ màu tím. Màu tím tốt hơn. Cho nên nó có vitamin A, B1, B2, B3 và C. Đó, vú sữa nó có vậy đó bà con. Cho nên nó rất là tốt. Cho nên vậy, và đồng thời tôi mời bà con coi tôi sao tôi thường hay quay ở đây hả, thì từ trên này nè, đó, từ trên đường chạy xuống thẳng đó là Trần Huy Liệu, rồi xuống Trần Quang Diệu, đây là qua cầu Trần Quang Diệu. Đó, còn bên kia là Hoàng Sa, bên này là Trường Sa. Đó, cho nên tôi có một câu đố vui á, bà con nhớ chưa, vui chưa? Hoàng Sa cặp với Trường Sa ở giữa nè, nước chảy đó là kênh chi. Rồi chúng ta chạy qua khỏi cầu Trần Quang Diệu này á, khoảng chừng 50 mét là có đụng tới, giáp tới đường Trần Văn Đan. Ta quẹo phải là chúng ta vô ga, vô cống bà xếp, có xe lửa đầu trắng xe lửa. Còn mà ta quẹo trái theo hướng này nè, thì từ đây ta quẹo trái đây, ta đi chừng khoảng 100 mét chạy theo bên đường đó, 100 mét là tới ga xe lửa Sài Gòn, nha bà con.
cho nên là nó là vậy nha bà con. Tôi cũng chia sẻ với bà con cho bà con biết. Còn ở giữa nước chảy đó là kênh chi cái mà kênh chi bà con ơi, kênh chi à, bà con biết gì thêm cho tôi biết với nha. Nào xin chào. Chúc bà con vui trẻ khỏe đẹp, còn gì thì cứ alo Zalo cho tôi 0844004 cái mà 005. Xin chào. Nào tạm biệt.